Bây giờ là 4 giờ rưỡi chiều cho các bạn. Mình đang có mặt ở đường Phạm Thế Hiển, ở chỗ chi nhánh Diva của Cát Thi đó các bạn. Trời vừa dứt một cơn mưa đó các bạn. Bây giờ mình sẽ quay một số hình ảnh về Diva Cát Thi cho các bạn cùng xem nha. Quán hiện giờ cũng khá là đông nha các bạn. Cát Thi đang ngồi live stream. Chụp sao? Selfie thôi đúng không? Vui hay buồn? Vui. Vui đúng không? Một, hai, ba. Bà cười, bà thấy bà làm trò hoài. Đây là Ngọc Quyền các bạn. Ngọc Quyền cho khán giả đi. Ngọc Quyền mới vừa đem cái món bánh tráng chiên lên đó các bạn. Đây, chị gọi bánh tráng chiên hả chị? Dạ, cái này là mấy chiên. Cái vậy chị? Dạ, hai cái. Hai cái giá bao nhiêu vậy chị? Hai cái bao nhiêu hả? Dạ, hai cái giá bao nhiêu? Nhiều. Ai biết? Chị chút trả tiền rồi sẽ biết. Đúng rồi. Chị chưa trả tiền. Tin nhiều hả? Tin nhiều là chút phải trả tiền nhiều á. Dạ. Dạ, chấm dạ, tiền đó. Dạ, 200 rồi đó. Hâm giận quá em. Chị ở đâu? Dạ. Chị gần đây không? Dạ, em ở Trà Vinh. Vinh. Trà Vinh nó bán trà đá hả? Dạ. Ở Trà Vinh bán trà đá hả? Đúng không? bán nước đi trà đá gì? Anh hay quá, bữa nào có cái gì trên đây ghé. Nó giỡn chơi thôi chứ hên nó trúng. À chị ơi, ở Trà Vinh thì chị lên đây chứ ở đâu hay là? Dạ, ở nhà Tào Quang Vũ. À lên rồi à. À. Tào Quang Vũ cũng qua đây cũng gần. Cũng các ghé các thi nổi tiếng ghé chơi cho biết. Thấy ở tỉnh ngoài Hà Nội rồi mấy tỉnh rồi cũng vô nhiều, gặp các thi cũng nhiều lắm. Bạn nói chuyện cũng vui. Quen. Chị dùng thử ha, ngon miệng nha chị. Cảm ơn. Khách gọi hai cái bánh tráng chiên. Vô cho mẹ coi con. Đụm gác vô. Mọi người. Để vô rửa tay cái nè. Về hả? Con không biết trộn, để kêu xâm lét trộn cho con, xâm lét. Trộn cho em con. Để xâm lét hỗ trợ trộn cho em, mẹ đi rửa tay. Nè. Ngồi đợi chị nha. Dập đi. Đây là khách mua bánh đem về đó các bạn. Anh kiếm em hả? Thấy đâu rồi? Sao? Để đâu rồi? Để nói ông bóp giùm giờ mới thấy bên ngoài nè. Dạ, cảm ơn anh nghe. Dễ thương quá ha. Có mua gì cho em vậy? Thôi bây giờ về nhà đi. Em có để nồi cá kho nằm trên đầu tủ lạnh á. Rồi. Rồi anh hâm lên ăn nghe. Rồi giờ chờ em không? Giường chiếu em giặt sẵn rồi. Thì cứ việc về giống ăn ngủ đi ha. Rồi đến khi vấn đề anh chạy qua bên kia anh mua cái giùm em cái hộp cô tét giùm nha. Ừ, tới nay bữa nay là em hơi khó chịu. Anh đưa cho em cái gì vậy? Có gì hết. Dạ. Trời ơi, tưởng tôi cái gì cha lấy cái kiến cha đeo. Xem lét rồi. Ba ruột mày nè. Kêu ba coi. Mày đi đâu với ổng chung? Về nhà đi ha, vũ niệm sạch sẽ đi. Qua đây chụp hình. Qua đây chụp hình nè. Đại đi em, chị đứng ngoài nắng râu chị nó đĩa ra. Lẹ đi em, chị chưa có nhổ râu đó. Ok em. Chị cầm giùm. Đây. Chị cầm giùm em đúng không? Dạ. Tao bấm quay phim vậy mày hả? Bấm nằm điện thoại nó bấm không ăn luôn. Đây nè. Ok em. Đó. Mọi người, bà Tú Trinh. Dạ. Xe em đâu rồi? Dưới đường luôn rồi. Rồi ok tới em phải không? Đây.
Ok em. Tồn cái viên chiên là loại 50, 100, 350, 420, 580. 100 luôn. Ăn hết không? Thôi chị ăn phụ cho. Không hết mang về. Em có ăn bánh tráng chiên không? Không luôn. Rồi ok. Bây giờ muốn nước gì nè? Đó. Nước nào cũng được không? Bây giờ tự em phải chọn. Bơ. Rồi một ly sinh tố bơ, một ly sinh tố bơ. Rồi. Cái gì con? Ngồi kế bên. Hả? Trời ơi tội nghiệp ghê chưa. Em ở đâu hôm qua vậy? Em ở Hà Nội. Hà Nội hả? Vâng. Rồi em đi vô đây ăn hồi nào? Em vào đây được tháng, em ở cái quận 1 thì em thấy cái này mình đang sổ khá là ngon thì em đi quận 1 sang bên này. Vậy hả? Rồi cảm ơn em. Đó. Bánh tráng này lấy tiền liền, còn nước này để thùng thỉnh lấy ha. Tổng luôn em. Tổng luôn hả? 100 với 20 là tổng cộng là của em là... Khoan, trời ơi sao 201, tính lẹ quá. Đây 30, 30 là cái này 30, với lại bơ 20, với lại thêm một mẻ kia là 100 ngàn. Thì tổng cộng của em là 360. 360 con, thôi người ta lại cho mẹ là, người ta đưa tờ 500, thôi người ta lại 780. Tôi học toán hồi nào giờ chưa, bây giờ ai khi dễ tôi chứ. Tôi học toán rất là xuất sắc. Mà hồi đó người ta khen tôi không á, ta nói tôi học giỏi. Học toán tính nè. Mẹ, bánh tráng mới đi. Bánh tráng mới hả? Có bánh tráng sa tế nữa. Bánh tráng chiên. Ủa em, để chị chỉnh cái ghế. Ngồi ghế, ừ đó, ngồi vô cho mẹ chồng té. Cái gì mà cười mẹ, người ta chỉnh cái ghế lại chứ ta làm gì đâu. Nè, 470 nè, Quyền ơi. Lấy rồi, lấy rồi. Con lấy muộn quá. 470. Một phần bánh tráng chiên kìa. Một phần bánh tráng chiên hả? Trời, mày cứ gù hoài ta ăn có hết đâu. Đây. Đây của mình là một cái mẻ kia 100 ngàn, 100 ngàn với 20, 120. Đây. Quyền ơi. Xin tố bơ đâu? Đang làm. Hả? Quyền, xem lét trộn giùm cho ảnh nha con. Bánh tráng chiên được không? Lạ đúng không? Bánh tráng chiên lạ đúng không? Nói nghe nè. Có rau găm luôn hả? Có rau găm không? Có. Ngon lắm má, thiệt. Anh tự làm á. Anh tự làm. Bánh tráng trộn là nước tắc anh tự pha, tự trộn, tự thiết kế luôn. Còn cái này là tụi của tụi em tự pha. Hà Nội, Đắk Lắk, cum tum đến đây. Nhưng mà người ta đến đây á, không phải là trên người ta vô thăm, vấn đề người ta vô đây người ta tò mò, người ta xem thường mình đâu, mà người ta thương mình. Nó thương em ta đến đây á. Chứ thật sự chị thấy không? Bà BD bánh bán chân trộn mà. Có gì đâu đặc biệt, nhưng mà người ta thương mình, người ta thương mình á. Người ta biết mình là người ta biết mình lúc nào cũng ưu ái cho khách á, người ta thương mình lắm. Uống gì kêu là tổng cộng là 190, 300 đúng không khoan sorry đúng không? Đúng rồi. Không sai đó, 300 là sao? Không được. Khoan để em tính rõ nè, mất công bị mất tiền. 30 với 40 là 70. 70 thì thêm đó, 30 với lại 20. Con mê hả? Trời tôi nghiệp ghê chưa. Xem lét rồi, xem lét. Anh hỏi gì kìa con? Không, mày lấy đũa mày xới lên cũng được. Cảm ơn nhiều nghe. Anh muốn nhiều cũng được. Anh muốn em cũng được mà. Mẹ ơi. Cái gì hoài vậy con? Bê đê chúa, bê đê chúa. Hả? Đổ vô. Để mày trộn cho ba ruột con ăn nghe. Bên đây. Ba ruột bên đây nè. Mời ba ruột con là ở đây nè. Nó quậm luôn ba nó đó. Nó tánh. Chà giải đâu? Đó, đó, đó.
mua cái gì là nhớ cái đó giùm nha.